Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trong tuần. Mở đầu là một số phản ánh về môi trường. Hiện nay trên các tuyến kênh, mương tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nguyên nhân được xác định là do nước thải, chất thải của hàng trăm hộ chăn nuôi trâu bò và lợn xả thải ra khiến môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng. Còn tại Sóc Trăng, huyện Long Phú là địa phương sản xuất lúa chính của tỉnh này. Hiện nay đang bước vào mùa khô và tình hình thời tiết thì diễn biến phức tạp, đặc biệt là xâm nhập mặn. Vì vậy mà ngành nông nghiệp huyện và các địa phương đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống hạn mặn. Còn tại Hậu Giang, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 điểm sạt lở với chiều dài gần 150m, diện tích mất đất là 717m2, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng. Mới đây nhất thì xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang cũng đã xảy ra sạt lở 30m sâu vào bờ với nơi xa nhất là khoảng 7m. Chưa đầy 5 phút thì cả khu vực đất đá đều chìm xuống lòng sông. Người dân trong vùng sạt lở đang sống trong thấp thỏm, lo âu. Những nội dung đáng chú ý này sẽ có trong phần tổng hợp sau đây. Những kênh mương bao quanh các khu vực dân cư, trường học, công sở trên địa bàn xã bị nhiều hộ dân xả thải trực tiếp phân và chất thải chăn nuôi ra môi trường nước, khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Phú Cường ngày càng nghiêm trọng hơn. Những ngày thời tiết không thuận lợi như nắng gắt hay mưa dầm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, kèm theo hàng trăm nghìn con muỗi và côn trùng. Nhiều hộ dân sống ven kênh, mương phải che bạt, đóng kín cửa suốt ngày đêm. Thế là tình trạng diễn ra bao năm rồi bác? Cái này là độ khoảng 2 năm nay rồi. Vâng. Thế là người dân mình đã kiến nghị về chính quyền chưa hả bác? Ôi, kiến nghị thôi thì ông đi qua mà như thế không có kinh phí, không vâng. Hút được cái kia đi. Vâng. Làm cái ca xem. Thế là người dân họ chăn nuôi bò và nuôi lợn để thải trực tiếp ra đây ạ? Bò lợn trực tiếp. Vâng. Thải thì cũng có hầm omega rồi nhưng mà không ăn thua. Nó vâng. Là nhiều quá thải sao hết được. Vâng, vâng, vâng. Ông bảo 50 con bò nuôi thì ông bảo được cứt bao nhiêu cho hết. Vâng. Ở đây thì có bao nhiêu hộ chăn nuôi hả bác? Ôi giời, nhà nào cũng có. Vâng. Nhà nào nhiều là 40-50 con. Nhà nào ít là 100 con. Bây giờ rác thì rất nhiều. Nhưng mà trong đầm ấy là cái môi trường đô thị này nó còn múc đi cho nên như suốt từ Tết chẳng có múc đâu. Đầy hết cả đi. Thế này không nói. Tôi thân sinh tượng đùn mấy con lợn chết từ trên kia xuống. Tức là lợn chết cả đã vứt ở đây hết. Nó nổi đêm nó đi à, cái cống cái kia nó vứt xuống thế này nó cứ chạy đây. Vâng. Ông bảo những cái phóng bóng hùng này trông sợ lắm, tưởng nó gà chết. Chúng tôi ở đây làm cái đường này mất 2 năm rưỡi hứng bụi rồi. Vâng. Bây giờ cái này không biết hứng tới bao giờ hết cái mùi thối này. Vâng. Được biết, xã Phú Cường có 1.650 hộ dân, trong đó khoảng 85% hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn, với tổng số trâu bò trên khoảng 10.000 con, tập trung chủ yếu ở các thôn Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2 và Tân Trung. Việc các hộ dân chỉ quan tâm tới việc tăng đàn, trong khi chưa có giải pháp xử lý triệt để chất thải, nước thải trong chăn nuôi, thì tình trạng ô nhiễm môi trường là hệ quả tất yếu. Điều đáng nói là điểm đến cuối cùng của hàng trăm tấn chất thải phân trâu bò, lợn là sông Hồng, nơi được các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh thành lân cận sử dụng để hàng ngày cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Hưng Yên sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng trên. Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi có hạn mặn xảy ra vì thiếu nguồn nước, không đủ lượng nước tưới tiêu cho sản xuất. Nhằm ứng phó với tình hình xâm nhập mặn, hạn chế rủi ro, xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chuyển một phần đất sang trồng rau màu để có thu nhập trong những tháng mùa khô và tăng cường các biện pháp phòng chống. Sản xuất lúa 3 vụ liên tục trong năm sẽ làm cho đất không được nghỉ ngơi để hồi sức, phù sa không vào đồng được, mất nguồn dinh dưỡng tự nhiên,
sau một thời gian đất sẽ kiệt dinh dưỡng, dịch bệnh lưu hành quanh năm và chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Tại thì ngành nông nghiệp thì khuyến cáo bà con nông dân thì không được sản xuất lúa vụ ba, bởi vì cái nó biến đổi khí hậu bất thường, không biết là lúc nào nó sẽ xâm nhập mặn. Tôi thấy cái mô hình dịch trời này thì có thể là chăn nuôi để mà thay đổi cái lúc mà nhàn rỗi mình không làm được vụ ba đó, thì như vậy thì nó sẽ là đem lại thu nhập cho cá nhân, cho bản thân mình. Năm nay các địa phương trong huyện đã tuyên truyền vận động nông dân chuyển đất lúa sang trồng cây ăn trái, bắp, hoa màu các loại và đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc quan tâm làm công tác thủy lợi để góp phần ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vì hạn mặn rồi, không làm vụ ba là rất tốt cho nông dân rồi. Sợ là vụ ba làm vụ ba có phèn rồi sâu rầy thêm. Tôi thì không làm vụ ba để gia đình trước tôi thì nuôi thêm cái gà với vịt với heo đồ đó để phụ lại cái không làm vụ ba. Năm nay không sản xuất lúa vụ ba nên là đại đa số người dân chấp hành làm hai vụ nhằm là giảm bớt đi cái sâu bệnh rồi đồng thời là tăng đi cái chất lượng lúa gạo. Trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng hiện có 30 cống trạm quản lý thủy. Huyện đã thực hiện tốt công tác theo dõi độ mặn để điều tiết nước hợp lý, vận hành các công trình thủy lợi, đảm bảo thực hiện tốt việc ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tính đến nay, nông dân đã xuống giống được 3.800 ha lúa đông xuân muộn, lúa vụ ba. Hiện lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng và trổ bông. Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng gia tăng, có nguy cơ thiếu nước và gây thiệt hại cho người dân. Trong thời gian tới, sẽ bước vào những tháng cao điểm mùa khô. Như vậy, hạn hán xâm nhập mặn sẽ diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến chất lượng nước phục vụ nông nghiệp. Và trước tình hình như hiện nay, bà con cần tuân thủ những khuyến cáo của ngành chuyên môn để bảo vệ lúa, hoa màu, cây ăn trái của bà con đang canh tác trên địa bàn, hạn chế được rủi ro. Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây là hiện trường vụ sạt lở ở bờ kênh Cái Dầu, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, với tổng chiều dài thiệt hại là 30 mét, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Với trên nhà tôi xuống, tôi có cái cầu đang sớm kêu, lúng quá rồi, lúng lộ quá rồi, tôi tưởng đâu nó mới lúng thôi. Tôi chạy xuống đây, tôi đứng nhìn, bắt đầu nó sập hoài xuống, sập dài, sập ầm xuống, chứ nó không có chặt ra. Sập xuống không à? Bây giờ nó thấy nó nguy hiểm. Ban đêm nó mất đốt đèn đâu này đó, tôi chạy xe. Tôi làm rồi xong cái nhỏ gái điện đó, mẹ ơi, cái đường mình về nó sạt lở hết trơn rồi. Giờ về đường gì không biết sao đi làm nữa nè. Theo người dân, huyện Châu Thành là huyện đầu nguồn của tỉnh Hậu Giang, tiếp giáp với dòng sông Hậu nên dòng chảy rất mạnh. Cộng với việc tàu thuyền lưu thông nhiều, địa chất yếu nên rất dễ bị sạt lở. Đây là hiện trường vụ sạt lở kênh Cái Dầm, cách vụ sạt lở kênh Cái Dầu chỉ khoảng 6 km. Làm như cái ở dưới sông này nó có cái dòng xoáy quá mạnh đi, thành ra nó cuốn xuống một ít đất, nó trôi ra thành người ta cũng có bờ kè đồ nọ lại, nhưng mà cuối cùng nó cũng sạt ra hết luôn. Thì từ cái chỗ đó bây giờ nó còn nằm sâu dưới đây là có gì là dòng xoáy mạnh lắm. Ghe tàu chạy dữ lắm, chạy rồi. Lớp nào xà lan, lớp nào nổ xà lan, chiếc bự không, chạy dữ lắm. Thì do tình hình sạt lở trên địa bàn rất là nhiều. So với cùng kỳ năm 22 thì đến thời điểm này thì nó nhiều hơn 7 điểm. Thì chúng tôi vận động bà con hiến đất và hoa màu để chúng tôi dời lộ và đê bao vào trong. Về lâu dài thì sẽ có biện pháp khắc phục kiên cố hơn. Theo các chuyên gia, không chỉ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, mà tình hình sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, tuần qua Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị nhận được tin báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chốt Suối Nhung về việc phát hiện một con voi rừng xâm nhập vào gần khu vực dân cư, phá cây ăn quả và nhà bếp, khiến cho người dân lo sợ. Hiện voi đã quay trở lại rừng. Tuy nhiên, người dân vẫn cần nâng cao đề phòng, cảnh giác.
Mỗi năm thì chỉ riêng một xã ở huyện đồng bằng Triệu Phong, Quảng Trị đã có hàng chục người bị bệnh ung thư. Địa phương cho rằng số lượng người mắc bệnh tăng đột biến có nguyên nhân là do sử dụng nước giếng khoan. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây. Cụ thể, tối ngày 19 tháng 3, người dân phát hiện có một con voi cách khu vực 61 hộ dân đang sinh sống khoảng 300 mét và xã có thông báo đến người dân không săn bắt, không bắn và lại gần voi. Khi thấy voi xuất hiện, người dân thực hiện các hành động như gõ xoong nồi, đánh trống, tạo ra tiếng động lớn để xua đuổi voi về rừng, phòng tránh xung đột giữa người và voi. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều loại cây trồng như chuối, đu đủ, ổi của người dân tại khoảnh 3 và khoảnh 4, tiểu khu 363 và khoảnh 7, tiểu khu 362 thuộc Ban Quản lý Rừng Kinh tế Suối Nhung bị voi cuột gãy. Một chòi rẫy của người dân cũng bị voi phá hư hỏng. Trong 4 đến 5 năm qua, ít nhất 3 lần voi rừng xuất hiện ở ấp Thạch Màng, phá hoại mùa màng, cây trồng. Bà Thị Ré, người dân trong khu vực voi đi ngang qua cho biết, tại chòi rẫy, voi đã phá cây đu đủ, nhà bếp bị lật tung vách gỗ để ăn muối và gạo. Voi rừng quật ngã nhiều cây trái trong vườn, nương rẫy, khiến nhiều hộ dân mất ăn mất ngủ, không dám vào rẫy vì sợ voi tấn công. Trái đu đủ với cái nhà bếp rồi với cái gạo nửa bao mà nó kéo nó ăn muối này kia thôi. Nhưng mà không biết là con gì nữa mà ông chồng không biết, ông thấy dấu là ông biết. Chị không có nghĩ chi ông chồng không biết, ông chồng ông nói thấy dấu chỗ đó đó. Mà ông chồng ông nói là cái này chắc con voi thôi, cái ông chồng không sợ, còn tôi thì tôi sợ. Ông nói tôi, ông mình đi tôi về, ông nói hôi răng răng đi, ở đây có người dưới, có người hai ba nhà mà. Có gì thì mình thấy mình chạy, mình kêu người ta giúp mình. Trước việc voi rừng xuất hiện tại địa bàn, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp tránh xung đột giữa người và động vật rừng. Hiện tại, con voi rừng nói trên đã về khu vực rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, nhằm đề phòng voi có thể xuất hiện trở lại, cơ quan chức năng huyện Đồng Phú đã cử lực lượng chuyên trách tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, tránh gây thiệt hại về người và của. Ở vùng trũng thấp của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bao quanh là đồng ruộng, chưa có hệ thống nước sạch nên người dân phải sử dụng nước giếng khoan. Giếng khoan ở độ sâu nào cũng bị phèn, có nơi nước từ giếng bơm lên còn có mùi hôi và để một lúc thì chuyển sang màu tím nhạt. Dù biết rửa không sạch nhưng điều kiện kinh tế có hạn nên không ít hộ dân nhắm mắt sử dụng cho sinh hoạt. Rất là bận, máy bơm ở đây khoan phải 40 mét trở lên được. Bơm lên là nói chung rất là hôi, rất là hôi. Bơm nó phèn nhiều lắm, không mình rửa lại tái vẫn hôi mà. Do đó là phải có hệ thống lọc. Nhưng mà lọc rồi cũng dùng cũng được, chỉ có giặt về rửa bình thường thôi. Với những hộ có điều kiện thì bỏ tiền xây bể lọc nước hoặc mua hệ thống lọc nước tốn kém không ít. Nhưng chất lượng nước giếng khoan sau khi được lọc cũng chỉ dùng cho tắm rửa, còn ăn uống thì phải mua nước đóng bình. Xã Triệu Tài của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có gần 6.000 hộ dân đều phải sử dụng nước giếng khoan. Gần đây tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao đột biến, khiến ai cũng lo lắng và nghi ngờ nguyên nhân có thể do dùng nguồn nước bẩn. Thực sự là rất khan hiếm. Bà con chủ yếu sử dụng bằng nước giếng, nước khoan. Tuy nhiên để mà sử dụng được sinh hoạt thì hiện nay bà con là không dùng được, phải mua nước của các công ty. Cho nên thực trạng trong những năm qua tình trạng nhân dân thiếu nước sạch, sử dụng uống như vậy cho nên tình trạng bệnh tật rồi đau ốm xảy ra liên tục trên địa bàn. Có hàng năm có 2 đến 30 người là bị ung thư. Không chỉ người dân ở xã Triệu Tài chưa có nước sạch, toàn huyện Triệu Phong có đến 11 xã chưa có nước sạch để sử dụng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri ở các xã này, vấn đề nóng nhất luôn là câu hỏi bao giờ có nước sạch,
nhưng do thiếu nguồn lực nên chưa biết bao giờ nước sạch mới về tới các xã vùng đồng bào này. Thấu hiểu nỗi khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, mỗi khi bị bệnh không có tiền thuê xe chở đi viện chữa trị. Anh Nguyễn Minh Pháp, trú tại huyện Diên Khánh, đã tự nguyện dùng chiếc ô tô con của mình thực hiện các chuyến xe chở các bệnh nhân miền núi Khánh Vĩnh đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Có trường hợp nặng, anh phải trở vào bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Tất cả chi phí cho các chuyến đi đều hoàn toàn miễn phí, kể cả công sức và thời gian. Thưa quý vị, tháng 3, ngoài hoa ban thì hoa gạo cũng đang nở rộ nhiều nơi ở miền Bắc. Hoa gạo thì có tên gọi khác giản dị không kém là mộc miên. Ở vùng Tây Nguyên thường gọi là pơ lang. Hoa gạo được trồng nhiều ở các làng quê gắn liền với đồng lúa và những người con mộc mạc. Cứ như vậy, đến tận ngày nay, hoa gạo trở thành linh hồn, biểu tượng mỗi khi nhắc về làng quê Việt Nam. Giờ đây thì chẳng phải đến những nơi xa xôi hoặc là trở về làng quê để ngắm hoa, mà ngay giữa lòng thành phố Nam Định cũng hiện hữu loài hoa này. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những đốm lửa tháng 3 qua phần tổng hợp ngay sau đây. Những ngày qua, để cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn phải lo lắng khi bị bệnh, anh Nguyễn Minh Pháp, trú tại Diên Khánh, đã cho dựng một tấm biển lớn trên đường quốc lộ 27C với dòng chữ đưa đón người dân của 5 xã miền núi đi bệnh viện Nha Trang, Sài Gòn miễn phí. Bên dưới ghi đầy đủ số điện thoại của anh, để khi cần cấp cứu, đồng bào sẽ gọi cho anh. Thời gian qua, anh Pháp đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp và chở rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị nặng cần cấp cứu đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, có bệnh nhân quá nặng đã được anh chở vào bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả chi phí xe cộ, ăn uống, công sức lẫn thời gian đều hoàn toàn miễn phí. Ở cậu bà, người nào bệnh hoạn thì có nhiều ông Pháp chở, gia đình này là chở đi bệnh viện tỉnh miết, chở về, chở xuống bệnh viện tỉnh. Còn có người đồng bào ở cầu bà cũng nhờ đi bệnh viện tỉnh, đi bệnh viện Sài Gòn. Có số gọi nó chở nhờ miễn phí, không có lấy tiền. Đó, đồng bào nhờ như vậy á, là nhờ ông Pháp á. Thì Minh Pháp làm cái việc là đưa đón bà con của năm xã Cầu Bà, Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Liên Sang ở tại huyện Khánh Vĩnh. Bất kể thời gian, có thể đêm khuya 1, 2, 3 giờ sáng, nói chung phục vụ 24/24. Thì bà con nhờ mình thì mình sẽ có mặt, là hoàn toàn miễn phí. Anh Pháp cho biết, chi phí chở bệnh nhân đi Sài Gòn và về khoảng 8 triệu đồng. Riêng bệnh nhân từ Khánh Vĩnh đi bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cũng gần 1 triệu đồng. Tất cả chi phí trên đều hoàn toàn miễn phí. Và hiện số điện thoại của anh gần như có mặt hầu hết trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 xã trên. Tuy số lượng cây gạo ở thành phố Nam Định không nhiều, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa những loài hoa khác, nên hoa vẫn khoe sắc kiểu diễm với người dân thành phố dệt. Nhìn từ xa đã có thể thấy rõ sắc đỏ của loài hoa này. Hoa bắt đầu gặp nhiều ở ven hồ công viên Vị Xuyên, đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, và đặc biệt là khu đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Trần Hưng Đạo, hai quần thể chùa Tháp, đền Trần. Dân gian có câu, bao giờ cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn. Nghĩa là khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua. Cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Hoa gạo là loài hoa cánh đơn với 5 cánh lớn, cánh hoa dày chứ không mỏng và mang màu sắc đỏ, tươi, đầy sức sống. Hoa có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm. Có lẽ vì thế mà hoa gạo khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở. Những bông hoa gạo mỏng manh có một vẻ đẹp lôi cuốn đến kỳ lạ. Những bạn trẻ yêu mến loài hoa này cũng tranh thủ cơ hội để ghi lại từng bức hình kỷ niệm. Cây hoa gạo trưởng thành có dáng thẳng, cao khoảng từ 15 đến 20 mét, thuộc loại thân gỗ với lớp ngoài sần sù, ngả màu xám nâu. Ở thành phố Nam Định, cây gạo không được trồng phổ biến như ở vùng quê. Tuy nhiên, mùa hoa gạo vẫn là một món quà tháng 3 đặc biệt, thân thương của người dân thành phố này. Có một điều đặc biệt là hoa gạo, vòng đời của hoa ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng vài ngày. Nhưng khi rụng xuống, bông hoa vẫn giữ được màu sắc đỏ rực, nguyên vẹn, không hề phai tàn hay héo úa như những loại hoa khác.
Hoa gạo khi nở có kích thước lớn, 5 cánh hoa uốn cong nhẹ nhàng hướng ra ngoài, đỏ mọng như cánh môi thiếu nữ. Sắc đỏ cùng nét cổ kính của những ngôi nhà cổ lâu đời hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh mang đậm màu sắc hoài cổ. Những con người yêu hoa luôn có cảm giác phải chờ đợi. Trong lòng nôn nao khó tả để đến độ hoa nở, họ lại sung sướng ngất trời khi được chìm đắm trong sắc hoa. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.